Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chỉ thị 03 CTTU của Bộ Chỉ Trì về việc tiếp tục điểm mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, tuổi trẻ khắp nơi trong toàn tỉnh đã có nhiều chương trình hoạt động thi đua sôi nổi, sáng tạo với nhiều công trình phân việc thiệt thực làm theo lời bác, góp trước trẻ xây dựng quê hương. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những kết quả đảng ghi nhận ấy trong chuyên mục Thanh niên Quảng trị ngày hôm nay. Ở tuổi 34, Trần Hồng Dũng đã trở thành một triệu phủ trẻ, là tấm gương sáng trong phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi trên địa bàn vùng rủ cát xã Hải Dương, huyện Hải Lăng. Ngay từ khi có chủ trương giản dân ra vùng rủ cát, anh đã tiên phong đi đầu cùng bà con biển vùng đất cát khô cằn nơi đây trở thành những cảnh đông nẻm mướp đắng bạt ngàn. Bên cạnh đó, anh còn nhận thêm 5 hecta ruộng để canh tác. Trừ chi phí đầu tư, mỗi năm thu nhập bình quân của gia đình anh đạt hơn 170 triệu đồng. Đồng thời còn giải quyết việc làm cho bộ lao động thường xuyên tại địa phương. Không chỉ tiên phong đi đầu và là tầm gương sáng trong phát triển kinh tế trên đồng đất quê hương, Trần Hồng Dũng còn là bí thư chi đoàn, luôn tích cực chủ động trong công tác đoàn và phong trào thanh thiểu nhi với nhiều hoạt động đa dạng và sáng tạo là hạt nhân nồng cốt trong thanh niên tốt giáo tại địa phương. Trong những năm qua, Trần Hồng Dũng đã có nhiều cách làm hay, thiết thực để đoàn kết, tập hợp thanh niên tốt giáo tham gia hoạt động toàn, từng bước xây dựng chi đoàn thôn Đông Dương vững mạnh và phát triển như tổ chức nào vét cây mương nổi đồng, ra quân diệt chuột bảo vệ mùa màng, đảm nhận diệt cây mai dương, san lấp mặt bằng đường giao thông nông thôn. Cả hoạt động cũng đã mang lại nguồn thu lớn cho quỹ đoàn với số tiền trên 15 triệu đồng mỗi năm, tạo nền tảng đa dạng hóa công tác đoàn và phong trào thiểu nhi tại địa phương. Với nhiều thành tích nổi bật, anh được cả cấp bộ đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương và tỉnh ủy tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bản thân tôi ra sinh ra ở một vùng quê hương, ở Hải Dương, ở rất là khó khăn về vấn đề là lụt lội thiên tai nhưng mà từ ngày học theo tấm gương đạo đức hồ chí minh thì bản thân cũng cố gắng phấn đấu à, mở mang nhiều cái canh tác đất đai ruộng trưa giống như vùng à, rũ cát để làm thêm ném hoặc nhiều cái mô hình như mập đáng thì là, 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 là vấn đề đầu tiên là rất là khó khăn theo cũng do tinh thần học theo tấm gương của bác thì chúng tôi cũng phải cố gắng khắc phục từ đó cho đến hôm nay, chúng tôi đã thành công. Trần Hồng Dũng là một trong gần 1.100 gương thanh niên tiêu biểu trong phong trào tuổi trẻ Quảng Trị thi đua học tập và làm theo lời bác giai đoạn 2011-2016. Trong 5 năm qua, cả cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tập trung để mạnh các hoạt động học tập, quản triệt chỉ thi ba gắn với phong trào tuổi trẻ Quảng Trị thi đua học tập và làm theo lời bác với nhiều hình thức phong phú. Tiêu biểu là hội thi khắc ghi lời bác do đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức. Đêm thơ nhạc về bác của tuổi trẻ đoàn trường có đẳng sư phạm Quảng Trị, huyền đoàn trường phong tổ chức lễ dân hương tại đền thờ Bạc Hồ đoàn khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi tuổi trẻ khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị làm theo lời bác. Huyền đoàn Đắk Rông phối hợp tổ chức liên hoan phát nghề Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người. Để mạnh việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tầm khương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cản bộ đoàn và đoàn viên thanh niên, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo cả các cấp bộ đoàn hưởng dẫn và triển khai việc đưa các nội dung học tập và làm theo lời bác vào sinh hoạt tri đoàn định kỳ với các hình thức như biên soạn và phát hành các tài liệu hưởng dẫn sinh hoạt tri đoàn theo chủ đề, chủ điểm, đưa các chuyên đề, bài nói, bài viết về bác vào các buổi sinh hoạt của tri đoàn, chỉ đạo các tri đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức sinh hoạt tri đoàn với chủ điểm nhớ về bác, lòng ta trong sáng hơn vào dịp sinh nhật bác hàng năm vâng lời bảo nhầy trong năm năm qua phong trào tuổi trẻ quảng trị thi đua làm theo lời bác tiếp tục được cả cấp bộ đoàn điểm hành triển khai gắn với các phong trào thi đua sôi nổi làm xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hoạt động học tập và làm theo lời bác ở cấp tỉnh, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức đồng loạt tuần lễ thanh niên làm theo lời bác vào dịp sinh nhật bác hàng năm trong toàn đoàn với các hoạt động học tập, tìm hiểu về tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo, tuyên dương điển hình thanh niên tiên tiến, tổ chức ngày hội trao đổi sách cũ lần thứ nhất với hơn 2.000 đầu sách được trao đổi. Các công trình thanh niên như đỡ đầu xã Trung Sơn, huyện Gio Linh xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá ước đạt gần 1 tỷ đồng. Công trình thanh niên ảnh sáng đường quê có tổng trị giá 500 triệu đồng. Công trình thanh niên công viên cây xanh tại bên viên Đắc Khoa Tỉnh trị giá 800 triệu đồng công trình khu nhà ở miễn phí cho người nhà bệnh nhân trị giá trên 2 tỷ đồng. Công trình mỗi đoàn cơ sở xã phương thi trấn nhân cảm hóa giúp đỡ ít nhất một thanh thiểu niên trầm tiến tiền bộ là những công trình tiêu biểu đại diện cho ý chí quyết tâm và sự chung tay của tuổi trẻ thi đua làm theo lời bạc dạy, đồng góp xứng đáng cho sự phát triển chung của quê hương. Trong những năm qua, thực hiện việc học tập và làm theo tầm quyết đạo đức Hồ Chí Minh cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh thì tuổi trẻ Triều Phong cũng thực hiện các công trình phần việc hết sức thiết thực, hiệu quả để góp phần vào việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đặc biệt là có hai cái nhiệm vụ nổi bật đó là chung sức, chung sức, chung tay cùng với toàn huyện để xây dựng nông thôn mới và vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Đối với chung sức xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi tập trung vào các cái công trình phần việc như là xây dựng hệ thống điện sáng đường giao thông nông thôn À, ra quân vệ sinh môi trường rồi là làm đường giao thông nông thôn thì với cái tinh thần tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng thì tuổi trẻ triệu phong đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực như là chương trình cũ mà sạch cũ như nghĩa tin để tặng áo quần cũ cho bà con nhân dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn rồi chương trình tuổi trẻ triệu phong đồng hành cùng những người yếu thế để giúp cho họ có cái vươn lên trong cuộc sống à, rồi là chương trình thủng Lộ khuyến học để giúp cho các bạn tâm sinh viên các bạn học sinh À, có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục với những giấc mơ để với dạng đường và tiếp tục được đến trường. Trong khối đồi, cuộc vận động thiểu nhi quảng trị thi đua thực hiện tốt 5 điều bảo khô dày đã được các cấp bộ đội thực hiện có hiệu quả với những phong trào ý nghĩa. Trong 5 năm qua, phong trào nuôi heo đất được triển khai hiệu quả, đã mang về nguồn thu hơn 1,5 tỷ đồng, tạo nguồn kinh phí tài trụ để trao 2.500 suất học bổng cho thiểu nhi nghèo, vượt khó học giỏi. Phong trào kế hoạch nhỏ gắn với cuộc vận động, xe đạp giúp bàn điểm trường, phát huy hiệu quả rõ nét. Qua đó, hồi đồng đôi cả cấp đã trao 58 chiếc xe đạp và 96 suất học bổng trị giá gần 200 triệu đồng cho các em đôi viên thiểu nhi có hoàn cảnh khó khăn. cùng với tổ chức đoàn đôi cả cấp, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo lời bác với điểm nhấn nổi bật là mô hình ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác. Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức hàng năm, qua đó khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phạt thuộc miễn phí cho gần 9.200 người dân, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu trẻ em, tư vấn dinh dưỡng cho 895 giáo viên và phụ huynh tại các trường mầm non trong toàn tỉnh tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng, tặng 720 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ghi nhận, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình cách làm hay trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn hội đội cả cấp đã tổ chức nhiều chương trình tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo lời bạc dạy như Đại hội Thanh niên tiên tiến, Đại hội Trọng Hoan Bạc Hồ, trao giải thưởng khi tổ quốc cần cho các cán bộ, hội viên tiêu biểu. Tổ chức liên hoan thanh niên sáng tạo, công trình phần việc thanh niên tiêu biểu làm theo lời bác. Trong năm năm qua thì ban thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn đưa cái việc thực hiện chỉ thị không bá vào gắn liền với các cái nhiệm vụ chương trình công tác uh, trên tất cả các lĩnh vực và để đưa cái việc học tập và làm theo trở thành cái việc làm thường xuyên uh, hàng ngày liên tục của đoàn và tuổi trẻ. Từ đó thì cái, đã xuất hiện ngay càng nhiều những cái tấm gương thanh niên tiêu biểu uh, trên tất cả các lĩnh vực đã chỉnh chỉnh được cái nâng cao cái đổi mới cái lề lối tác phong làm việc cũng như cái phương pháp tư duy phương pháp làm việc của cán bộ đoàn đặc biệt là cái tính nêu gương của cán bộ đoàn chủ chốt đã được nâng cao và làm gia tăng các cái công trình số lượng chất lượng các cái công trình phân việc làm theo lời bác của các cấp bộ đoàn từ đó để góp phần là giải quyết được rất nhiều vấn đề bức xúc trong công tác thanh niên cũng như là làm có cái sự chuyển biến về chất trong cái tổ chức cũng như hoạt động của đoàn hội đội các cấp và cũng từ đó thì nó đã bắt đầu định hình làm sáng tỏ dân những cái mô hình cách làm cụ thể những cái phương pháp phù hợp để đưa cái tư tưởng tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh thẩm sâu vào đời sống của tuổi trẻ cũng như là công tác thanh niên và đó chính là cái tiên đề quan trọng để trong thời gian tới thì các cấp bộ đoàn sẽ triển khai tốt cái thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị khoảng 12 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cả hoạt động học tập và làm theo lời bác đã dần vượt qua khuôn khổ các đời sinh hoạt chỉnh trị đi vào đời sống tuổi trẻ trở thành khát vọng tư thân của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên đã và đang trở thành môi trường thực tiễn rộng lớn để đoàn và tuổi trẻ quảng trị gian luyện cống hiến đóng góp trí tuệ và nhiệt huyết vào sự nghiệp xây dựng quê hương Cả đồng chí và cả ban thân mến, chuyên mục Thanh niên Quảng trị đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và cả ban. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.